Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho, cho anh em một cái uh, cái của cái ví ha Cái ví nó gọi là Duke Coin đó, Thì uh, Aerodrop này hoàn toàn mới anh em nha Thì um, cái khi anh em tạo ví anh em đăng ký và xác nhận email của cái ví này ha Thì uh, khi đó anh em sẽ uh, ngày 29 tháng 9 uh, Thì nó sẽ uh, phát cái token miễn phí cho anh em nha Đó, uh, Token miễn phí cho anh em rất là hay uh, những cái bước đăng ký thì cực kỳ dễ dàng thôi đó. Đó thì mình có đăng trên nhóm nè. Thì uh, đây là arop của Duke coi ha. Phần thưởng của anh em nhận được là 30 Duke coi tương đương dưới 7 đô nha. Thì uh, đây là link đăng ký của mình. Đó, thì khi anh em nhấp vào link đăng ký ha, anh em thực hiện anh em nhập thông tin ha và đăng ký xác minh email. Đó, sau đó anh em đăng nhập lại. Thì uh, anh em sẽ xong, sau đó anh em lưu cái trang web của cái ví này lại ha trên màn hình chính, anh em uh, thêm vào màn hình chính. Đó, thì đến ngày 29 tháng 9 thì hôm nay là ngày 28 thì ngày mai thôi đó, nó sẽ thực hiện là phân phối ha đó, à, từ 24 đến 30 giờ coi sẽ được phát luôn ha và ví metamask luôn đó thì khi anh em bấm vào cái link đăng ký ha đó thì nó sẽ hiện ra màn hình như thế này thì đầu tiên cái phần nem anh em nhập họ tên à, không giấu ha trong chứng minh nhân dân của anh em rồi email anh em nhập email vào nha tiếp theo ở phần à, ở phần đất quốc gia thì anh em sẽ nhập Việt Nam nha, anh em kéo xuống đây anh em nhập Việt Nam nè, rồi Việt Nam ha, rồi anh em sẽ nhập cái uh, cái số điện thoại anh em vào nha, đó nhập số điện thoại vào, sau đó nhập password nè, sau đó là nhập hai dòng password ha, đó, còn cái mã dưới đây thì anh em giữ nguyên mà giới thiệu ha, đó thì anh em sẽ nhận được về rồi tiếp tục anh em bấm uh, tích cho mình là subscribe nè ép xếp nè thì trước khi mà anh em bấm register thì anh em sẽ bấm là subscribe uh, out telegram cho mình để mình join cái nhóm telegram của nó nha đó anh em bấm join vào đó rồi anh em nắm bắt thông tin của cái con uh, coi này đó thì trên này nó sẽ hướng dẫn cho anh em uh, cái cách uh, tạo ví rồi luôn ha? anh em anh em có thể tham khảo theo dõi trên này nha rồi đó sau khi anh em uh, rọn cái nhóm Telegram rồi anh em đầy đủ, điền đầy đủ cái thông tin cho này nha. Đó giả sử như họ tên nè. Trần uh, Văn. mình điền mẫu ha, Trần Quang A chẳng hạn đi, đó. Email thì anh em nhập vào nha. Đó giả sử như email này. Hả? Đó thì email này nó báo đã có rồi, giả sử như email, đó. Sau đó anh em bấm là register now là được ha. bấm riêng kết nào sau đó là nó nó bắt anh em vào cái email anh em kiểm tra ha anh em vào email để xác nhận email đó anh em vào gmail này đó thì nó có cái trang web là du du coi này anh em bấm vào anh em bấm verify nha do đó anh em bấm verify cho mình là được nè anh em kích vào cái link xanh này verify là được ha, sau đó nó dẫn anh em đến cái cái đăng nhập thì anh em đăng nhập vào ha. Là xong, như vậy là xong. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách ép uh, cái token a uh, Duke này vào trong ví anh em nha. Đó, thì anh em có thể là ép vào ví chết hoặc là MetaMask cũng được ha. Thì đây là cái biểu đồ chạc của cái con Duke uh, coin thì hiện tại nó đã có trên Bu coin nha. Thì mình sẽ vào cái uh, cái link à uh, contract ha, mình sẽ gửi cho anh em cái cái link contract này. Đó. Thì hiện tại con coi này nó đã có 4918 à, địa chỉ holder ha. trên phơ thì 11.646 rồi anh em sẽ xuống cái chỗ cân trắc anh em copy cân trắc nó nha Nó thuộc hệ là bài nền Chain. mất trên rồi anh em vào Vietjet nha rồi anh em sẽ tiếp tục anh em sẽ vào cái phần dấu hai chấm này sau đó anh em dán vào tiếp tục anh em bấm tự thêm các đồng tiền mà hóa nha rồi mạng lưới anh em chuyển thành là smart chain anh em bấm tự dán cho mình rồi anh em bấm làm xong rồi như vậy là cái do này đã về nó đã có ép được trong quý ha thì anh em thực hiện đăng ký thành công thì khi mà nó phân phân phối cái drop cái token nó sẽ chạy về với anh em nha đó đó là đúng coi ok